Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sau đây chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo ra ngày hôm nay. Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên là nhận định được đưa ra trên báo Tin tức số ra ngày hôm nay. Bài báo cho biết, các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trong các ngày từ mùng 9 đến 12 tháng 5 đều đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, bình đẳng, tuân thủ đúng quy trình của pháp luật về bầu cử. Cử tri mong muốn những người ứng cử sau khi trúng cử sẽ cố gắng làm hết sức mình, gần dân hơn, sát dân hơn, lắng nghe và giải quyết triệt để các nguyện vọng chính đáng của nhân dân, khẳng định người dân luôn nhất trí cao, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng lòng cùng chính quyền thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước. Cử tri cũng tin tưởng Quốc hội khóa 14 sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực sự của dân, do dân và vì nhân dân. Đồng thời có những quyết sách mạnh mẽ hơn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Phát triển chợ an toàn thực phẩm là bài viết trong mục Cùng suy ngẫm trên báo Nhân dân số ra ngày hôm nay. Theo bài báo, tính đến nay có 50% số tỉnh, thành phố trên cả nước đã triển khai xây dựng mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là căn cứ thực tiễn để các bộ ngành, địa phương tham khảo và phát triển chợ thí điểm vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc triển khai mô hình thí điểm tuy mới là bước đầu nhưng đã tạo điều kiện nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và thương nhân kinh doanh hàng nông sản thực phẩm tại chợ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xây dựng mô hình chợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm còn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế, như cơ sở hạ tầng của chợ còn lạc hậu. Tại nhiều địa phương, phần lớn chưa bố trí được ngân sách tương xứng để đầu tư xây dựng, cải tạo. Cơ chế chính sách để xã hội hóa chưa tạo được sự khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp tham gia. Bài báo đưa ra đề xuất Bộ Công Thương cần sớm hoàn thiện và công bố tiêu chuẩn Việt Nam về chợ kinh doanh thực phẩm để làm căn cứ hướng dẫn cho các chợ kinh doanh thực phẩm. Liệu có quá dư thừa sân bay là câu hỏi được đặt ra trên báo Lao động số ra ngày hôm nay trước sự kiện ngày hôm qua 12 tháng 5, Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi Hải Phòng với tổng vốn đầu tư lên tới 3.666 tỷ đồng chính thức được khánh thành. Cùng lúc, hàng loạt các dự án sân bay khác đang được triển khai với 3 sân bay khu vực Tây Bắc có tổng vốn lên tới gần 10.000 tỷ đồng và sân bay Vân Đồn – Quảng Ninh dự kiến hoàn thành đường băng và đường lăn trong năm 2017. Bài báo phân tích hàng chục ngàn tỷ đồng được đổ vào hệ thống sân bay phía Bắc đang tạo khởi sắc cho lĩnh vực hàng không. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đặt câu hỏi khi hàng loạt dự án đường cao tốc, đặc biệt là cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Lào Cai đã rút ngắn thời gian di chuyển đường bộ rất nhiều, thì việc xây dựng nhiều sân bay có dư thừa trong khi hàng loạt các cảng hàng không nội địa vẫn đang loay hoay cắt lỗ. Theo thông tin từ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ACV công bố tại hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư vào ACV diễn ra hồi đầu tháng 3 năm 2016, thì nhiều người giật mình. Trong tổng số 22 cảng hàng không do ACV quản lý, chỉ có Nội Bài và Tân Sơn Nhất đang có lãi, còn lại đều thua lỗ. Cục Thuế Hà Nội vừa phối hợp với các cơ quan báo chí đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và website của cơ quan thuế danh sách 131 đơn vị nợ thuế đợt 5 năm 2016, với tổng số tiền nợ lên đến hơn 255 tỷ đồng. Theo báo Quân đội Nhân dân, việc công khai minh bạch danh sách các đơn vị nợ đọng thuế là giải pháp hiệu quả để thu nợ thuế. Việc công khai minh bạch các đơn vị nợ thuế là giải pháp hay và sáng tạo của Cục Thuế Hà Nội. Giải pháp này đang được nhiều cơ quan thuế của các địa phương học hỏi kinh nghiệm để nhân rộng. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều chuyên gia kinh tế và đại diện nhiều doanh nghiệp, để thu đúng, thu đủ tiền thuế thì giải pháp công khai minh bạch các đơn vị nợ thuế là chưa đủ. Vấn đề cốt lõi là phải tiếp tục cải cách hệ thống thuế, xây dựng cơ chế minh bạch trong toàn bộ quá trình quản lý thuế và xây dựng chính sách thuế. Bài báo cũng cho rằng, minh bạch không chỉ là giải pháp để làm sạch nợ thuế, mà còn là vaccine hữu hiệu để ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tháng 5 là thời điểm học sinh chuẩn bị nghỉ hè. Đây là lúc các em rất cần có các hoạt động giải trí để xả hơi sau một năm học căng thẳng. Để đáp ứng nhu cầu này, Hội đồng đội tỉnh Vĩnh Phúc đã sớm có kế hoạch đảm bảo đáp ứng nhu cầu của thiếu niên nhi đồng, giúp các em được hưởng một mùa hè bổ ích ý nghĩa. Với nhan đề, để có một mùa hè bổ ích ý nghĩa, báo Vĩnh Phúc cho biết. Để đáp ứng nhu cầu giải trí cũng như học tập các bộ môn năng khiếu, kỹ năng sống của các em, tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn, đội tổ chức các hoạt động hè trên địa bàn dân cư, hoạt động hè tại trung tâm thiếu nhi,
đồng thời tổ chức tập huấn cho các anh chị phụ trách để họ nắm được nghiệp vụ, chuyên môn, tổ chức triển khai sâu rộng, hiệu quả các hoạt động. Năm nay, các hoạt động tại Trung tâm Thiếu Nhi được nâng cao về chất lượng, đa dạng hóa các loại hình hoạt động. Mong rằng với sự vào cuộc tích cực của tỉnh đoàn, hội đồng đội nói chung và Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi nói riêng, mùa hè 2016 sẽ là một mùa hè đầy niềm vui và ý nghĩa đối với các em thiếu niên nhi đồng trong toàn tỉnh. Thông tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.